Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, xin Chúa nghe ban phước cho chúng ta, để chúng ta sẽ trở lại trong tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta 100% như trước COVID. Bởi vì chúng ta không còn lý do gì để nói là tại COVID nữa, bởi vì ngày hôm nay nó không còn để chúng ta đổ thừa, cho nên chúng ta có thể đứng lên và tất cả các guồng máy của Hội Thánh sẽ tiếp tục mà chạy đều trong ơn của Chúa. Và các anh chị em cũng đang theo dõi nhóm lại thờ phượng Chúa với Hội Thánh online. Nếu anh chị em không vì lý do sức khỏe cũng như sợ thì anh chị em hãy đến nhóm lại với Hội Thánh. Nếu chúng ta đã quen thích là mình mặc pyjama để ngồi thờ phượng tại nhà mà mình quen, mình thấy thoải mái thì thay đồ đi đến nhà thờ. Bởi vì đó chỉ là một cái giải pháp tạm thời trong lúc chúng ta muốn giữ an toàn, vì mình có bệnh nền hay là bất cứ một cái lý do nào khác. Vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng ngày chúng ta thấy Chúa trở lại càng gần chừng nào thì chúng ta càng phải xích gần lại với anh em, nhóm lại với anh em. Chúng ta đừng làm quen với việc bỏ qua sự nhóm lại. Bởi vì kẻ thù luôn rình mò và tìm những người lẻ bày để nó tấn công, vì rất dễ để chúng ta làm con mồi của thế giới tối tăm khi chúng ta đứng riêng rẽ. Nhưng khi chúng ta cùng nhập đàn, nhập bầy, tại đó có một sự bảo vệ, có một cái sức yểm trợ khi chúng ta cùng nhóm lại với anh chị em của mình ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa nghe đang làm ở trên VBC Houston của chúng ta. Như Heroes nói thì tối thứ sáu vừa qua có một số đông những người trẻ lần đầu tiên đến nhóm lại. Và Chúa nghe cho trong thời gian ngợi khen có một sự bứt phá rất là tuyệt vời. Và cảm ơn Chúa, sau khi một sư em chia sẻ lời của Chúa và kêu gọi thì có 9 em lần đầu tiên tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và cái cách cũng như là cái tấm lòng của các em trở lại tin Chúa đó, chúng ta nhìn thấy rất là thật, đầy xúc cảm. Có những người trẻ rất là dễ để thấy mắc cỡ vì tuổi trẻ của mình trước mặt những người khác đó. Các em khóc mà không còn quan tâm gì đến những người khác. Các em ngợi khen thờ phượng Chúa, đưa tay nhảy múa, quỳ xuống trước mặt Chúa. Và chúng ta thấy rằng rất là hiếm. Rồi cái tuổi đó là cái tuổi mà chúng ta thấy bắt đầu để ý đến cái thể diện của mình vân vân, không có bày tỏ. Nhưng mà khi Chúa nghe vận hành thì chúng ta thấy rằng các em đã thờ phượng Chúa một cách rất là tuyệt vời. Những người hướng dẫn cũng như là những người cùng đứng thờ phượng chung với các em cũng được khích lệ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó, vì Chúa Ngài đang và sẽ tiếp tục làm việc như điều chúng ta đeo đuổi và tin, đó là Chúa sau những ngày thương khó và phục sinh của năm nay, Chúa Ngài sẽ phục hồi Hội Thánh của Chúa ở trên đất này một cách đặc biệt, một cách mạnh mẽ như Chúa đã định cho Hội Thánh của Chúa. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì khi tất cả các bánh xe của guồng máy, khi tất cả những cái bít tông của cái máy nó nổ đều cùng một lúc thì chúng ta thấy rằng tất cả đều sẽ trải nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Năm nay cũng là năm mà ngày nước Mỹ cầu nguyện, The National Day of Prayer, cũng có số điểm nhóm cầu nguyện và số người đến các điểm cầu nguyện đông nhất ở trong lịch sử. Bởi vì Hội Thánh của Chúa chúng ta nhận biết, trừ trường hợp Đức Chúa Trời can thiệp và ban phước trên đất nước này một cách siêu nhiên trong những ngày sắp đến, nếu không chúng ta khốn khổ lắm. Giá xăng sẽ tiếp tục lên, theo như dự đoán là có thể lên đến 8 đồng một gà lồng. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà xe của tôi trước đây là một bình xăng đổ chỉ có 25 đô trong năm ngoái. Và bây giờ phải đổ 58 đô la mới đầy cái chiếc xe. Mắc hơn gấp đôi. Tôi biết các anh chị mà chạy xe lớn hơn thì chắc là chúng ta nhìn cái đồng hồ của cây xăng nó cứ chạy mà chúng ta thấy sốt ruột, phải không? Con người Mỹ hồi ví nó nhìn thấy giống như mình đang bị đổ máu đó mà không biết sao để cầm lại được. Tình trạng nhiều việc nữa xảy ra, trừ trường hợp có một sự can thiệp từ nơi Chúa. Cho nên ngày nước Mỹ cầu nguyện National Day of Prayer năm nay, con cái của Chúa tha thiết cầu nguyện và công bố chúng ta sẽ bước đi trong sự đắc thắng của Chúa. Cảm ơn Chúa và nguyện xin Chúa ngày ban phước để chúng ta sẽ thấy điều đó ở trong ơn của Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ không cứu chúng ta ra khỏi những khó khăn, những điều mà thế giới cũng trải qua, nhưng mà Ngài bảo vệ chúng ta. Giống như Ngài không ngưng cơn mưa nhưng mà Ngài cho chúng ta một sự bao phủ để mưa mà chúng ta không bị ướt. Đó là cái phước hạnh mà chúng ta có Chúa trong đời sống là như vậy. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta đang tập trung vào 50 ngày mà đã thay đổi thế giới của loài người của chúng ta.
Tôi muốn nói đến 50 ngày từ ngày lễ vượt qua cho đến ngày lễ ngũ tuần. Thế nào chiên con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ, là Đức Chúa Trời đã mang lấy nhục thể sắm sẵn một thân thể để trở nên chiên con của Đức Chúa Trời, chịu đau đớn, thương khó, chịu chết, đền nợ tội thay cho chúng ta. Như Giăng Baptist đã giới thiệu, kìa chiên con của Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi thế gian đi. Và chúng ta đã thấy thế nào bởi sự thương khó của Chúa, Ngài đã trả thay cho chúng ta nợ tội mà chúng ta đã phạm. Ngài đã mang gánh thay cho chúng ta những đau ốm buồn bực. Ngài đã chịu gánh thay cho chúng ta tất cả những tội lỗi và hậu quả tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Khi Chúa Ngài chịu chết, khi Chúa Ngài chịu thương khó, để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Rồi Chúa Ngài đem một cái khải tượng Ngài đặt vào ở trong chúng ta, như Chúa Ngài đã đặt cho các môn đồ đầu tiên, là sau khi chúng ta được cứu, được tha thứ, chúng ta được thánh hóa, Chúa muốn sử dụng chúng ta để chúng ta nới rộng vòng tròn và những người hưởng sự cứu rỗi của Chúa. Nguồn ảnh Chúa Ngài muốn cho tất cả những con chiên tan lạc sẽ trở về để cùng có một bầy và có một người chăn. Khi Chúa Ngài làm cho tất cả mọi người có cơ hội ăn năn quay về để được cứu, để được làm công dân của vương quốc Đức Chúa Trời. Khi Chúa muốn chúng ta san sẻ các phước hạnh mà Chúa cho chúng ta nếm trải được, nhất là cái phước hạnh của gánh nặng tội lỗi trên vai của chúng ta có thể rớt xuống, có thể được cất đi vì Chúa Ngài tha thứ và cho chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúa Ngài đã làm công việc chuẩn bị tấm lòng của các môn đồ của Chúa để họ mong đợi ngày mà Chúa Thánh Linh được ban ra như điều Chúa Cha đã hứa, mà tiên tri Gioan cũng như các tiên tri ở trong Cựu Ước đã thông báo về điều này. Trong ngày cuối rốt, Chúa sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt, để rồi Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất có một trở nên đấng nhập thể làm người ở trong chúng ta và gửi đến, sai phái đến Thánh Linh của Ngài, và đấng sẽ ở với chúng ta, dạy dỗ chúng ta, nhắc nhở chúng ta mọi điều, mọi sự mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ, đấng ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta có thể nới rộng vương quốc của Chúa. 50 ngày đã đem lại ảnh hưởng cho thế giới loài người của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những ngày qua chúng ta đã xem về sự thương khó của Chúa, về quyền năng phục sinh của Ngài. Chúng ta cũng đã suy nghĩ một cái thái độ mới và một cái quyết tâm mới của sứ đồ Phaolô cũng như mỗi chúng ta cần phải có. Đó là chúng ta kể từ nay không nhận xét, nhận định, nhận biết bất cứ một ai theo xác thịt nữa. Bởi vì Phaolô đã lầm to khi ông đã theo xác thịt mà nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ. Ông tưởng Chúa Giêsu dạy một cái đạo mới, đạo lạ, nghịch lại với niềm tin là Đức Chúa Trời là chân thần có một ở trong Cựu Ước. Nhưng ông không biết, cho đến chừng ông được mặc khải, mắt ông được mở ra, đó là chính Ngài là đấng Đức Chúa Trời là chân thần có một đó, đã mang lấy nhục thể và trở nên loài người giống như chúng ta, đi lại giữa chúng ta để làm cứu Chúa của chúng ta. Cho nên ông quyết tâm, ông nói rằng ông sẽ không nhìn biết ai như ông đã từng nhìn biết Chúa bằng xác thịt đó. Thì bây giờ ông chọn là sẽ không nhìn Chúa theo xác thịt nữa, nhưng mà theo tâm linh, theo sự mặc khải của Chúa, và cũng không nhìn, không nhận biết bất cứ một ai theo cách cũ nữa. Và chúng ta đã được nhắc nhở đó là chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi niềm tin, bởi mê tín dị đoan, bởi những cái khoa học quyền bí xung quanh chúng ta, mà chúng ta nhìn nhau với cái nhìn thấp, lùn, bé, mập, cái gì đó, tất cả những cái thứ mà chúng ta đã tùy thuộc vào để chúng ta nhận xét nhau. Nhưng mà chúng ta nhận xét mỗi người theo tâm linh của họ. Tiềm năng là tuyệt tác của Đức Chúa Trời đã tái dựng nên ở trong cánh tay quyền năng của Ngài. Họ cho chúng ta có thể nhìn nhau với một cái nhìn thiên thượng, theo như nhân sinh quan, theo như ánh mắt của Đức Chúa Trời mà Ngài nhìn thấy mọi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta đào sâu vào trong một việc mà tôi tin rằng Chúa Giêsu Ngài gặp trở ngại. Và Ngài phải dành 40 ngày để giải quyết vấn đề này. Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không có trở ngại, không có khó khăn gì đối với thiên nhiên. Bão tố đang diễn ra, Chúa Ngài truyền lệnh cho nó im đi, lặng đi, thì chúng ta thấy gió ngưng, biển lặng như tờ. Ngài không có khó khăn gì đối với quỷ. Chúa truyền lệnh cho nó, bảo nó im, nó im, bảo nó ra, nó ra. Ngài cũng không có khó khăn gì đối với bệnh tật. Ngài truyền lệnh thì người bệnh được lành. Ngài cũng không khó khăn gì đối với sự chết. Ngài gọi Lazarus là người đã chết, đã 4 ngày đã có mùi hôi. Lazarus bước ra thì người chết đã bước ra khỏi mộ. Chúa không có trở ngại trong vấn đề gọi người trẻ, con gái của người đàn bà, người quá bụa ở tại thành Nain. Khi Ngài đến, Ngài rờ cắn khiên, đang khiên cái người trẻ này ra nghĩa địa để chôn. Người chết bật ngồi dậy, bắt đầu nói.
Ngài không có trở ngại đối với cái chết của con gái của Giê-ru. Em bé gái 12 tuổi, Chúa gọi Takumi, hãy ngồi dậy, hãy tỉnh dậy, hãy thức dậy. Thì đứa bé gái đã ngồi dậy. Ngài không có trở ngại trên thiên nhiên, trên sự chết, trên bệnh tật, trên quỷ dữ. Nhưng mà Chúa gặp cái trở ngại luôn, đó là các môn đồ của Chúa về sự vô tính của họ. Đây là những con người mà đã từng gặp gỡ Chúa Giê-xu, biết Đức Chúa Giê-xu, nghe Ngài dạy dỗ. Họ đã cùng ở trong đoàn truyền giáo với Chúa Giê-xu ít nhất là 3 năm, cho đến 3 năm rưỡi. Vậy mà khi Chúa Giê-xu Ngài sống lại, Ngài phục sinh, mặc dù đã nhiều lần Ngài báo trước rằng con người là chính mình Ngài sẽ lên Jerusalem, tại đó sẽ chịu khổ dưới tay của các trưởng lão, chịu đóng đinh, chịu chết, chịu chôn, mà đến ngày thứ 3 Ngài sống lại. Nhưng mà khi Chúa Ngài hiện ra sau khi Ngài phục sinh với các môn đồ, thì Ngài gặp trở ngại trong vấn đề là họ không tin. Có thể chúng ta nói mấy ông nó dở, chứ tôi thì dễ tin mà, chịu chắc. Anh chị em có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao các môn đồ của Chúa, những người biết Chúa rõ như vậy, mà họ không phải là những người luôn luôn là những người tin rằng Chúa đã phục sinh? Tại sao? Khi chúng ta tìm được câu trả lời thì nó cũng sẽ giúp đỡ cho bước đường đi theo Chúa của chúng ta rất nhiều. Hình dung với tôi, đây là những người chứng kiến Chúa Giê-xu bị đánh đập. Và nếu đúng như lời tiên tri Esai, đó là Ngài không còn có hình dung, không có vẻ đẹp gì để chúng ta muốn nhìn, và chúng ta che mặt chẳng thèm xem. Theo những sử gia thì người ta nói rằng nếu mà một cái người bị một cái trận đòn như vậy như Chúa Giê-xu thì nhìn không giống con người nữa. Rồi họ chứng kiến Chúa Giê-xu rút hơi thở cuối cùng, người ta gỡ xác Chúa xuống đem chôn trong mộ. Khi chúng ta đã thấy một cách rõ ràng và đã xác nhận trong lòng của chúng ta rằng một người đã chết, thì cái người đó khi mà họ có sống lại đứng bên cạnh chúng ta cũng không tin nổi. Vì não bộ của chúng ta là khi chúng ta đã định một cái gì đó thì chúng ta sẽ thấy nó như vậy thôi. Anh chị em có bao giờ từng trải một cái việc, đó là có một người bạn gọi điện thoại đến hay là nhắn tin với chúng ta rằng xin lỗi, tôi không thể đến để tham dự được bữa tiệc mà anh chị đã mời. Rồi cuối cùng người đó đến được, sinh hoạt suốt ở trong cái buổi đó, và khi hết buổi tiệc người đó ra về rồi, vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, nó tiếc quá cái người đó không có đến tham dự với chúng ta. Mấy người khác lên tiếng, nó không có, suốt cả buổi mà sao tôi không thấy. Tại vì mình đã định ở trong lòng là người đó không có mặt, đã báo tin với mình như vậy. Thì tôi tin rằng trên một phương diện, các môn đệ của Chúa họ không tin nổi những gì họ thấy, những gì họ nghe, rằng Chúa Giê-xu đã phục sinh. Cho nên chị em, chúng ta có thể thấy điều đó ở trong đời sống của chúng ta nữa. Có rất là nhiều điều Đức Chúa Trời Ngài đã nói, đã dạy chúng ta, nhưng mà chúng ta đã không tin, cho nên chúng ta không thể thấy được nó trong đời sống của mình. Sáng hôm nay có một thanh niên bây giờ rồi nói chuyện với tôi, thì tôi đến tôi hỏi em đi chứ, hôm nay lễ của mẹ thì con đưa mẹ của con đến nhóm lại với Hội Thánh lần đầu tiên, thì cái ấn tượng đầu tiên của mẹ con về Hội Thánh như thế nào? Nói mẹ con thích, mặc dù khác, tại cái chỗ mẹ con đi nhà thờ là Hội Thánh Baptist khác của người Việt Nam ở trên thành phố này, họ ca hát thì yên lặng lắm chứ không giống như nhà thờ của mình. Hỏi mục sư có biết cái nhà thờ đó không? Tôi nói biết. Nó tại sao cũng là Baptist với nhau mà khác nhiều như vậy? Thì tôi có dịp để giải thích cho em nghe rằng cùng một kinh thánh, với những gì chúng ta làm, chúng ta thực hiện, chúng ta ngợi khen Chúa, như Thi Thiên nói, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo hò cho Đức Giê-hô-va, hãy đưa tay hướng về Ngài, vỗ tay ngợi khen Chúa, vân vân, cùng một cuốn kinh thánh. Nhưng mà có những người họ cũng đọc cái phần kinh thánh đó, nhưng mà họ đã được có một cái khuôn mà người khác đã viết sẵn cho họ, là ngày hôm nay thờ phượng Chúa chúng ta chỉ thờ phượng bằng tâm thần, nhưng mà quên lẽ thật. Lẽ thật là lời của Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần đúng, và chúng ta cũng phải thờ phượng Chúa theo như lời của Ngài, lời của Chúa dạy chúng ta, lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Giê-hô-va trong sự ngợi khen. Mà mình hát ru ri, con ruồi nó còn không bay, nó không chi là kẻ thù của chúng ta. Anh chị em thấy không? Bởi vì chúng ta đã định như vậy. Và cháu hỏi, còn một sư nghĩ sao về vấn đề dấu kỳ phép lạ? Tôi nói rằng người ta cũng bị dạy, đó là Chúa không còn làm phép lạ. Ngày mà sứ đồ dân viết cái chữ cuối cùng của sách Khải Huyền thì tất cả các ân tứ, quyền năng, phép lạ của Chúa niêm phong đóng lại hết, cho ngày hôm nay không còn nữa. Và một khi người ta đã định ý như vậy
thì người ta sẽ không thấy được. Cảm ơn Chúa, chúng ta được Chúa mở mắt cho chúng ta thấy. Và chúng ta đã kinh nghiệm nhiều điều lạ lùng. Một em đứng kế bên cạnh là người da đen. Con nói trước đây, con cũng khổ sở về cái vấn đề hồi hộp không biết ba mẹ nghĩ sao về việc mình đi nhà thờ. Em phải trốn gia đình của mình, sáng sớm chạy qua nhà để đi đánh nhóm lại với con gái của anh chị Hiếu Nguyên. Và cảm ơn Chúa, ngày lễ phục sinh, em đã mời được mẹ của mình đến. Và bà gật gù cười và nói rằng bây giờ tôi biết tại sao con của tôi nó đi thích nhóm lại với hội thánh này. Thì cô thấy được những cái sự tươi mới, không bị gói chặt ở trong khuôn khổ mà chúng ta có được ở tại đây. Và cô nói rằng cô sẽ sắp xếp, mặc dù đường xa, nhưng sẽ nhóm lại với hội thánh ở trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới luôn. Cho nên Chúa Ngài đã, sau khi phục sinh, Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài bằng nhiều cách khác nhau. Và một trong những điều mà chúng ta thấy được ở tại đây, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có thể nhận biết được, đó là trong Mác chương 16, từ câu 9 cho đến câu số 20, thì có ít nhất là 3 lần Chúa Giê-xu Ngài đã hiện ra với các môn đồ của Chúa sau khi Chúa Ngài phục sinh. Để chúng ta thấy được, thứ nhất, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, khi Đức Chúa Giê-xu sống lại vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lễ, trước hết Ngài hiện ra cho Mary Magdalene, là người đã được Ngài trừ khỏi bảy quỷ dữ. Bà đi báo tin cho những người đã từng theo Ngài đang sầu than khóc lóc. Nhưng khi nghe rằng Ngài đang sống và chính bà đã thấy thì họ không tin. Đây là những người đã từng đi theo Chúa Giê-xu. Nhưng mà hiện tại tâm trạng của họ là đang sầu than khóc lóc. Cho nên khi Mary Magdalene đến báo cho họ biết rằng Ngài đang sống và chính bà đã thấy Ngài thì họ không tin. Nhớ đây là những người biết Chúa rất rõ, họ đã từng đi theo Chúa. Rồi một lần khác, và đây là điều mà chúng ta cần để ý, câu số 12. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu trong một hình dạng khác đã hiện ra cho hai trong các môn đồ khi họ đang trên đường về nhà quê. Có thể lắm đây là cái câu chuyện của hai người môn đồ trên đường Emmaus đó. Nhưng mà chúng ta để ý đến tại đây, Đức Chúa Giê-xu trong một hình dạng khác. Đây cũng là một trong những lý do tại sao họ không nhận diện được Chúa. Bởi vì Chúa không đến với họ trong cái hình ảnh quen thuộc, mà Chúa đến với họ trong một hình ảnh tươi mới. Đây cũng là nan đề mà giáo hội, hội thánh của Chúa gặp trở ngại. Họ in trí rằng Đức Chúa Trời, Ngài đã từng bày tỏ công việc của Ngài trong một cách nào đó. Thì Chúa phải làm như vậy luôn. Chúa làm một cách mới là họ đi, họ bắt bớ. Họ nói này không phải của Chúa. Ngài hiện ra, Ngài lấy một hình dạng khác đã hiện ra cho hai trong các môn đồ khi họ đang trên đường về nhà quê. Và câu số 13, hai người này trở lại báo tin cho các môn đồ khác, nhưng họ cũng không tin. Sau đó, Ngài hiện ra cho 11 môn đồ khi họ đang dùng bữa. Ngài trách họ về sự vô tín và cứng lòng vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại. Rồi Ngài phán với họ, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay, hay nếu uống giống nhầm giống chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa câu 14 và câu 20. Trong câu 14, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu hiện ra với họ và Ngài trách họ vì sự vô tín và cứng lòng. Vì họ không tin những người đã từng thấy Ngài sau khi Ngài sống lại. Có lẽ là vì tin không nổi. Có lẽ là họ đã có một cái in trí thế nào về Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà Chúa Ngài muốn giúp đỡ cho họ để họ có thể kinh nghiệm được phước hạnh trong ơn của Chúa. Và bước đi với Chúa một cách tươi mới bằng trải nghiệm chứ không phải bằng những gì mắt quen thấy. Cái gì mà chúng ta dựa trên mắt quen thấy thường xuyên lặp đi lặp lại, nó sớm muộn nó sẽ trở nên truyền thống. Thì truyền thống là một cái giải pháp cho một cộng đồng khi họ đối diện với một nan đề, một thách thức nào đó. Họ tìm được một giải pháp, họ đem ra, họ áp dụng và thấy nó có kết quả. Rồi họ cứ lặp đi lặp lại. Thì điều đó nó trở thành truyền thống. Thì cũng vậy anh chị em, nếu chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta chỉ nhận biết Chúa và quen với những gì Chúa Ngài đã từng làm mà thôi,
thì chúng ta sẽ cắt mất cái cơ hội được kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới mỗi ngày. Thì chúng ta lại biến Đức Chúa Trời trở nên Đức Chúa Trời của quá khứ, chứ không phải là Đức Chúa Trời hằng hữu, đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Mà Chúa ngài muốn chúng ta trải nghiệm Chúa mỗi ngày như Chúa, ngài là cứu Chúa sống của chúng ta và ngài là Chúa hằng hữu của chúng ta. Câu 19 chép sau khi phán bảo như vậy, Đức Chúa Giêsu được cất lên trời rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và bây giờ câu 20 anh chị em tuyệt vời đây. Các môn đồ ra đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và dùng các dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo. Cái sự khác biệt mà chúng ta thấy ở tại đây giữa câu 14 và câu 20, đó là sự ban cho của quyền năng và lửa của Đức Thánh Linh. Để biến những người môn đồ vốn không tin và cứng lòng trở nên những người tin một cách chắc chắn, tin một cách xác quyết, và đã ra đi làm thành điều mà Chúa ngài sai phái họ. Và đây là sự khác biệt rất là lớn. Cho nên chị em là người đi theo Chúa, chúng ta cần nhớ điều này, hai điều này rất là quan trọng. Chúng ta là con cái của Chúa, người công bình sống bởi đức tin. Cho nên là con cái của Chúa mà chúng ta không có đức tin thì đó phải là vấn đề giải quyết. Bởi vì Chúa định cho chúng ta là người công bình sống bởi đức tin. Và thứ hai, trong việc truyền giáo, bí quyết của việc rao giảng phúc âm cho thế giới là lửa của Đức Thánh Linh. Cả hai điều này chúng ta cần phải kiện toàn trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta còn có những chỗ hỏng của đức tin của chúng ta, hãy thành thật với Chúa và xin Chúa giúp đỡ cho những chỗ không tin của chúng ta. Anh chị em còn nhớ khi Đức Chúa Giêsu trên núi hóa hình xuống, thì khi thấy Chúa ngài từ trên núi xuống thì đám đông chạy đến với Chúa, trong đó có một người cha có một đứa con trai bị quỷ ám. Quỷ mỗi lần nó thể hiện ở trên đứa trẻ này thì đứa trẻ bị giật kinh phong, sùi bọt mép, lăn lộn ở trên đất. Lúc nó ném đứa trẻ này vào trong lửa, ném nó xuống nước. Khi thấy Chúa từ trên núi xuống, người cha này chạy đến để trình bày với Chúa một cái việc, tạm gọi nhân từ bình dân là họ, ông đến ông mắng vốn Chúa, rằng con của tôi như vậy, nhưng mà tôi đem nó đến cho các môn đồ của thầy, họ không giúp đỡ được nó. Chúa Giêsu nhìn mọi người đang đứng ở trước mặt ngài, trong đó có các môn đồ của Chúa là những người không đuổi được cái quỷ này. Chúa rằng hỡi dòng dõi không tin, ta phải chịu đựng các ngươi đến bao lâu và còn bao lâu nữa ta phải ở gần hay là ở cùng các ngươi. Đáng lý ra họ đã thấy đủ để có thể tự phục vụ rồi. Kinh nghiệm Chúa đủ để họ có thể hoạt động, để có thể trị được quỷ này. Nhưng mà vì Chúa không có mặt ở tại đó thì họ mất cái lòng tin hay là cái sự chắc chắn ở trong lòng của mình. Vì trước đây họ đã đuổi quỷ được. Cho nên khi họ vào nhà riêng và họ hỏi Chúa tại sao họ không đuổi con quỷ này được, Chúa Giêsu trả lời: thứ quỷ này nếu không bởi kiêng ăn và cầu nguyện thì không thể đuổi nó được. Chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ học điều đó sao. Nhưng mà trở lại với người cha khi trình bày và đứa nhỏ đang ở trước mặt Chúa Giêsu đang bị quỷ hành hạ, thì Chúa Giêsu hỏi người cha việc đã xảy ra bao lâu rồi, nó xảy ra như thế nào, người cha thuộc hết. Cuối cùng người cha nói rằng: nếu thầy có thể làm được gì xin giúp đỡ cho nó. Chúa Giêsu trả lời: nếu người tin thì mọi việc đều được cả. Chúa Giêsu nói với người cha này, cái chữ nếu tại đây không phải là đặt ở trên ta nhưng mà đặt ở trên người. Vì ta chắc chắn có thừa quyền năng để giải cứu con trai của người. Vấn đề là nếu người bắt thì việc gì cũng có thể xảy ra. Đây là vấn đề mà chúng ta cần nhớ. Nhiều khi chúng ta đổ cho Chúa, nếu Chúa làm được, nếu đó là ý của Chúa, trong khi Đức Chúa Trời ngài muốn tìm thấy lòng tin của chúng ta, đức tin của chúng ta. Và người cha này đã trình bày với Chúa một lời cầu nguyện, thấy dường như nó là một nghịch lý, nhưng mà nó rất đúng với hoàn cảnh của mỗi một chúng ta. Lạy Chúa, con tin, xin giúp đỡ sự không tin của con. Lord, I believe. Help my unbelief. Tôi tin. Nhưng mà ông cũng thành thật nhìn nhận, nhưng mà có những chỗ tôi chưa tin nổi. Xin Chúa giúp đỡ cho cái chỗ không tin của tôi. Nghe đúng không anh chị em? Có những mặt trên bước đường đi theo Chúa chúng ta tin đó, nhưng mà có những mặt chúng ta không tin. Và đó là chỗ mà chúng ta liên tục cần Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta kiện toàn đức tin của chúng ta, và chúng ta sẽ dám tin Chúa cho những việc mà trong định nghĩa của chúng ta đó là việc khó cho con người của chúng ta.
Chúa dành 40 ngày để giúp đỡ cho các môn đệ của Chúa, để cuối cùng họ sẽ đi đến một cái quyết tâm và một lối sống không còn nương cậy vào trong sức của mình nữa, nhưng sẽ nương cậy hoàn toàn vào sức của Chúa và quyền năng của Ngài. Đó là sự sống của đức tin. Amen anh chị em. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ cùng đồng hành và tiến đến cái chỗ đó trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Mỗi ngày xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, vì có những việc chúng ta đã có đức tin rồi cho những lĩnh vực đó, thì có thể nó đối với chúng ta chuyện này chuyện nhỏ nên dám tin, nhưng có những chuyện lớn hơn. Các cái bệnh cảm cúm nhức đầu mình dám cầu nguyện, nhưng mà đụng đến ung thư, đụng đến những cái thứ bệnh, và đặc biệt là trong những ngày tháng qua khi Covid, những ngày đầu người ta tung tin tức lên, người ta ráp ảnh hình của khắp nơi để cho tạo nên một cái bức ảnh đây là một cái chứng bệnh, một cái cơn đại dịch mà nó sẽ giết người rất là nhiều. Lấy hình ở bên Ý đem qua và nói rằng đây nó đang xảy ra tại New York, và họ tuyên truyền làm cho sợ. Cuối cùng cơ đốc nhân cũng cuốn gói, xếp đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng nói cái dịch Covid này chắc Chúa không giải quyết nổi, cho nên chúng ta cũng sợ luôn. Trong khi Đức Chúa Trời của chúng ta vẫn chưa gửi cho chúng ta một cái giấy báo nào nói rằng đối với Covid-19 ta không thể là Đức Giê-hô-va Rapha của các con được, bởi vì cái này nó lớn quá, cái này nó có tầm cỡ toàn cầu. Có không xem? Không. Ngài vẫn là Đức Giê-hô-va Rapha của chúng ta. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời chữa lành cho chúng ta. Ngợi khen Chúa. Mà ở giữa dịch bệnh chúng ta cũng đã thấy những lời lầm chứng. Khi bệnh viện đã bó tay, khi đã ở trong máy trợ thở, Đức Chúa Trời can thiệp vào và có những người đã được lành. Và từ nơi máu của họ, họ đã hiến để người ta có thể chiết ra được cái chất đã chống lại được cái Covid-19 để chích cho những người khác, để giúp đỡ cho thân thể của họ có sức để có thể chống lại với Covid-19. Chúa có quyền. Không có một bệnh tật nào làm cho Đức Chúa Trời ngạc nhiên. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời chữa lành cho chúng ta. Không có một bệnh nào mà con người chúng ta đối diện mà Chúa Ngài nói rằng chuyện này khó quá tầm tay của ta, thôi các con ráng chịu. Không. Vấn đề nằm ở chỗ như Chúa Ngài đã nói, sao ngươi nói nếu Thầy làm được? Vì ai tin thì mọi sự đều được cả. Như vậy cái nhu cầu của chúng ta, như Đức Chúa Giê-xu đã thấy nhu cầu của các môn đệ của Ngài mà Ngài đã dùng 40 ngày để giúp đỡ, đó là chúng ta cần phải củng cố đức tin của chúng ta. Mà nó bắt đầu từ cái việc chúng ta tin trước. Anh xem có bao giờ thắc mắc là sự khác biệt giữa đức tin và tin nó khác ở chỗ nào không? Đức tin và tin. Đức tin là lòng chúng ta tin một cách trọn vẹn, đầy hy vọng vào một đấng mà chúng ta biết rằng có quyền để giúp đỡ chúng ta. Tin là trạng thái của tư tưởng và tấm lòng của chúng ta đang nghi ngờ hay đang tin. Nó đi song song với nhau. Đức tin thì phải có đối tượng, nhưng mà lòng tin thì phải làm một cái kinh nghiệm và một cái điều gì đó nó phát triển ra ở trong đời sống của chúng ta. Tin. Và tôi tin rằng Chúa Ngài biết rõ cái diễn tiến và cái sự phát triển ở trong tấm lòng của con người của chúng ta, cho nên Chúa Ngài dành 40 ngày. Và sách Công Vụ chương 1 câu 2 đến câu số 3 ghi lại chúng ta như thế này: cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Chúng ta để ý đến phải có sự can thiệp, nhúng tay vào sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để răn dạy các sứ đồ. Vì khả năng của Đức Thánh Linh Ngài có thể làm, đó là Ngài có thể đem chân lý của Ngài vào thẳng vào trong tâm linh của chúng ta. Con người thì nói thì chúng ta chỉ nhận được bằng lỗ tai của chúng ta mà thôi. Bởi Thánh Linh của Chúa, Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết và hiện đến với họ trong 40 ngày phán dạy về vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý Ngài dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống. Cảm ơn Chúa. Chúa phải dùng nhiều cách. Đến cho em có một sự khác biệt rất là lớn giữa những gì chúng ta nghe rồi chúng ta tin với là những gì chúng ta kinh nghiệm, chúng ta trải nghiệm. Tôi lấy ví dụ. Lúc chúng ta còn nhỏ, chúng ta lớn lên, chúng ta nghe mọi người nói, hay là chúng ta được nuôi ở trong một cái gia đình và nói rằng
không là con của gia đình đó, của ông đó, bà đó. Mình nghe như vậy. Nhưng mà vì mình chưa có một cái quá trình dài để kinh nghiệm cha mẹ của mình, người lớn họ có thể họ đến và họ nói để làm cho chúng ta mất cái lòng tin đó. Tôi lấy ví dụ, hồi nhỏ ở quê của tôi có những người lớn họ chơi cái trò chơi này, bây giờ nhìn lại tôi nói sao mà vô lý và hại mấy đứa nhỏ nhỉ. Họ có một ông cũng lớn tuổi, chống gậy có râu rất là dài, đi và gặp mấy đứa nhỏ trong nhà, nói mày đâu phải là con của, mà nói tên cha mẹ của đứa nhỏ đó. Tao biết là nó đã lượm mày từ cái chỗ, cái góc phố đó, và bị kiến lửa nó cắn đầy hết, nhờ nó mang về nó nuôi đó, mà bây giờ được như vậy. Tôi nhỏ bị ông nói, tôi về tôi khóc với ba mẹ, tôi nói ui, con hồi nhỏ bị kiến cắn mà ba mẹ ẩm về như vậy. Ba của tôi cười nói rằng ông chọc con đó. Nhưng rồi khi lớn lên nghe những người nói, Khánh mà dù có đâu cũng biết là con của ông Tám Dình hay là Quỳnh Cẩm Hiền. Tại vì tướng đi cũng giống bà của mình. Rồi trong sinh hoạt, trong quá trình thấy cái cách ba tôi chăm sóc tôi và mọi thứ đó, thì tôi không còn kể là có cái đức tin rằng ông là ba của mình nữa, nhưng mà tôi tin rằng ông là ba của mình. Tại vì những cái nét giống nhau, giống như rau nào sâu nấy đó, nhìn một cái là biết rồi. Dù có đâu cũng biết là con của ổng hết á. Thì chính những điều đó nó cứ xác nhận, nó cứ xây dựng đến một cái lúc là bây giờ không còn nói người khác, tôi tin rằng tôi là con của ổng. Nhưng mà biết một cách chắc chắn, biết ở trong kinh nghiệm, có một điều mà sau này anh chị em đọc lời của Chúa để ý đến, đó là các sứ đồ thường phải nói điều này. Phần của chúng tôi không thể không nói về những gì mình đã thấy và nghe. Cảm ơn Chúa. Nghe chúng ta có thể bị người ta gạt chúng ta, thấy chúng ta cũng có thể bị gạt, nhưng mà chúng ta có cả nghe lẫn thấy cùng đi song song với nhau đó, thì chắc chắn lắm. Vì ảo thuật nó có thể làm cho mắt của chúng ta có thể thấy nhưng mà nó không phải là thật. Nghe người ta cũng có thể giả âm thanh, nhưng mà nếu chúng ta kinh nghiệm ở trong một khung cảnh chúng ta vừa thấy vừa nghe, mà như sứ đồ Phao Giăng, ông còn nói là những gì mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe và đã rờ, đã nếm, nói đến tất cả các giác quan của mình trải nghiệm Chúa, thì không thể nào có thể gạt được hay là lấy ra khỏi được. Anh chị em, đây là điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã thực hiện. Nhờ cậy Đức Thánh Linh răn dạy họ, rồi dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết và hiện đến với họ trong 40 ngày phán dạy về vương quốc của Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa Giê-xu phải dùng 40 ngày? Tại vì lòng của các môn đồ của Chúa cứng và họ không tin. Nhưng cảm ơn Chúa, phép lạ đã xảy ra bởi sự giúp đỡ của Chúa. Những con người này, họ đã nhận được sự giúp đỡ siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua sự tuôn đổ của điều tra hứa là Đức Thánh Linh, mà tuần tới chúng ta sẽ học về điều đó. Thì đã thay đổi họ. Để từ Mác chương 16 câu 14 là những người mà Chúa trách không tin và cứng lòng, đến những người đi khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào họ đi, họ cũng rao giảng về tin lành của Chúa. Và Đức Chúa Trời cùng làm việc với họ, lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo mà làm cho vững đạo, và đạo của Chúa lan tràn cho đến ngày hôm nay. Tại sao Chúa Giê-xu phải dùng 40 ngày? Bởi vì đây là những con người rất là quan trọng cho thế hệ của họ và cho hội thánh tương lai. Chúng ta hình dung Chúa Giê-xu Ngài được tiếp rước về trời, mà những người mà Chúa đã bỏ thì giờ để đầu tư, để huấn luyện, để hướng dẫn họ, bây giờ họ cứ ngồi ở trong cái chỗ đức tin của họ lẩm bẩm, thì tương lai của hội thánh của Chúa làm sao có thể phát triển được? Bây giờ đến phiên của chúng ta, con cháu của chúng ta, thế hệ kế tiếp đang chờ để được nghe tin lành của Chúa. Họ sẽ nhận được một cách xác quyết, một cách đầy quyền năng có thể kiểm chứng được, hay họ sẽ nghe từ những người không tin cho chính mình, đừng nói chi giúp cho người khác tin. Thì tương lai của hội thánh, tương lai của thế hệ kế tiếp sẽ như thế nào? Con cái của chúng ta sẽ ra sao trong đức tin của chúng nó? Cho nên chị em, như Chúa Giê-xu Ngài đã quan tâm và dành 40 ngày để giúp đỡ cho các môn đồ của Ngài, thì tôi tin rằng chúng ta cũng cần được Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể kiện toàn những gì lòng của chúng ta tin và đức tin của chúng ta nơi Chúa. Nhưng hôm nay tôi xin mời anh chị em chúng ta nhờ cậy sự giúp đỡ của Chúa, để chúng ta sẽ nắm bắt một cái chìa khóa, là chìa khóa mở vào lãnh vực của những điều siêu nhiên. Không có chìa khóa này thì không thể nào chúng ta có thể vào được bình diện của những điều
bất khả thi đối với con người của chúng ta. Nếu anh chị em chưa thuộc lòng câu kinh thánh này, nên thuộc lòng ngày hôm nay. Hebrews chương 11 câu số 6. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Cảm ơn Chúa. Đây là điều mà tôi gọi là chìa khóa để mở vào lĩnh vực của những điều siêu nhiên. Và khi chúng ta nắm được cái chìa khóa này, chúng ta sẽ đi từ phòng này sang phòng khác. Đối với lĩnh vực thuộc linh, chúng ta có thể mở cửa và chúng ta sẽ thấy những điều siêu nhiên xảy ra. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét bốn nguyên tố của đức tin mà theo như Hebrews chương 11 câu số 6 này ghi lại cho chúng ta. Đó là đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời. Nguyên tố thứ nhất, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải đến ở trong đức tin. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đến gần Chúa, khi chúng ta tấn vào, khi chúng ta không còn đứng ở ngoài hành lang nhưng mà chúng ta tiến vào gần hơn, vào trong nơi thánh và nơi chí thánh, thì chúng ta phải đến ở trong lòng tin. Thì Chúa mới vui. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 25 câu số 3 mà sáng hôm nay chúng ta đã đọc trong chỉ giờ kêu gọi thời phượng, thật chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn. Và Chúa ngài muốn chúng ta khi đến gần Chúa đó, đến gần, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta phải đến với Chúa ở trong đức tin. Như tôi kể cho anh chị em một cái nguyên tắc rất là quan trọng. Nếu chúng ta nhờ một người nào đó làm một cái gì cho chúng ta phải tin tưởng cái người đó. Chúng ta thử hình dung chúng ta nhờ một ai làm cái việc gì đó và chúng ta đứng kế bên cạnh cứ lải nhải, được không? Nói cho tôi sớm để tôi gọi thợ đến cho kịp. Như thấy cái khóa nước ở trên cái bàn rửa chén của mình nó nhiễu độc, rồi nhìn thấy ở dưới thấy nó ướt. Kêu ông chồng vô, anh ơi, dường như cái bàn rửa chén của mình nó bị dột nước. Ông chồng chui xuống, xách một lết cái gì đó để chuẩn bị sửa, thì bà vợ đứng kia bên cạnh, sửa được không? Để tôi gọi thợ sửa ống nước cho kịp. Làm được không? Tôi tin là ông chồng có ở dưới cái bàn rửa chén, ông đang khó để chui vô đó rồi, ông muốn chui ra trở lại lắm. Ông giao cho cái mollet hay gì đó, ông nói thì bà cứ làm đi, bà muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nếu thái độ của người vợ mà nói rằng em biết rằng anh là cái người có khả năng và anh sẽ giải quyết vấn đề này rất là nhanh và tốt đẹp, em tin tưởng là anh có thể làm được. Dù có mệt, đầu có đụng, tay có xiết mà bị trật mollet mà nó đang bể, đang chảy máu trong đó, lòng cũng rất là vui vì vợ mình tin mình. Phải không chứ? Yeah. Mà không vì đau khổ cho bằng mình bằng lòng giúp đỡ mà cái người nhờ mình giúp đỡ lại không tin tưởng mình có thể làm được. Cho nên hỡi các chị em là những người vợ, khi nhờ chồng của mình cái gì, hãy tin tưởng. Còn nếu không tin tưởng, đừng nhờ. Biết rằng cái đó nó quá khả năng của chồng của mình thì tìm cách giải quyết cách khác. Nhưng mà khi nhờ thì hãy tin. Cảm ơn Chúa. Yeah. Còn bằng không đó thì chúng ta sẽ thấy rằng tình trạng nó sẽ tệ hơn. Tôi nhớ những ngày đầu chúng tôi mới lập gia đình thì nhà tôi là cái người thường hay hỏi, được không? Ta thấy tôi là được huấn luyện để làm mục sư thì bây giờ cầm mỏ lết, cầm búa làm sửa cái này cái kia thì chắc là có thể gặp trở ngại. Cho nên thôi cứ làm đi rồi mai mốt em mướn thợ để nó làm cho nó tốt. Sơn phết thì sơn tạm tạm rồi mai mốt em nhờ nó đến nó tuổi hết mấy cái cabin này. Tôi đang làm mệt mà tôi nghe như vậy tôi muốn bỏ cỏ xuống, tôi muốn bỏ mỏ lết xuống, tôi nói rằng why? Tôi cảm ơn Chúa. Sau một thời gian thấy rằng sửa ống nước cũng được. Nó nhiễu sửa rồi nó ngưng nhiễu, chứ nó không có là sửa rồi xong rồi nước nó phun đầy nhà, bây giờ cũng phải kêu thợ đến mà lần này tốn tiền hơn vì nó đã bị ướt nhà và nó hư hại nặng hơn. Sau một số những cái quá trình rồi thì tin tưởng rằng có thể làm được. Mà có việc khác thì đối với tôi đây là một cái phước hạnh, đó là các con. Nó nhìn những cái quá trình tôi đã làm được những công việc thì các con tin tưởng và nói rằng ba có thể sửa mọi thứ. Dad can fix anything. Everything. Cảm ơn Chúa. Có những đêm tôi đi học kinh thánh với hội thánh, về đến nhà 11 giờ, 11 giờ rưỡi đêm, thấy ở trên bàn để một cái tờ giấy và một cái món đồ chơi. Ba sửa món đồ chơi này cho con. Ở dưới còn để thêm chữ: con tin rằng ba có thể sửa được mọi thứ. I know that you can fix anything. Anh xem về tới nhà khuya như vậy,
Nhưng mà thấy con nó tin cậy mình, sẵn tay áo lên sửa cho đến khi cái món đồ chơi đó có thể hoạt động trở lại. Vì con nó tin và mình không muốn làm phụ lòng tin của nó. Amen. Một ngày kia tôi đang ngồi ở khi nhà xe của tôi đang làm cái gì đó, thì tôi thấy Sam dắt cái đứa bạn của mình là Ben, con của ông hàng xóm, gia đình của họ, husband. Nó kéo cái chiếc xe, hai đứa kéo vào và nói rằng: Daddy, I told Ben, con nói với Ben là ba của tao có thể sửa bất cứ những cái gì, phải không? Xe đạp của nó bị hư, ba sửa giùm cho nó. Tôi nghe một cái là tôi bỏ cái chuyện tôi đang làm, xách đồ phụ tùng ra sửa một chút xe, hai đứa đạp hai cái chiếc xe đạp của mình đi. Và tôi thấy xem hãnh diện, vì thật đúng như vậy, ba của mình có thể sửa bất cứ cái thứ gì. Chúng ta hình dung Đức Chúa Trời. Khi chính chúng ta hay là chúng ta nắm tay những người thân thương của chúng ta, những người bạn của chúng ta, những người chúng ta tiếp xúc, họ có năng đề, thân thể của họ cần được chữa lành, hôn nhân của họ cần được giúp đỡ, đời sống của họ cần được giải cứu. Mà chúng ta đem họ đến trình dâng trước mặt Chúa với hết cả lòng tin, như cái thái độ: thưa cha, con tin rằng cha có thể chữa lành, cha có thể giải cứu, cha có thể giúp đỡ cho người này. Với một cái đức tin khi chúng ta đến gần với Chúa như vậy, thì cái thắng đi lại cho chúng ta là Đức Chúa Trời Ngài rất vui việc này. Ngài hài lòng lắm. Bởi vì nếu không có đức tin thì không thể nào có thể làm vừa lòng Đức Chúa Trời được. Cho nên điều đầu tiên, nguyên tố đầu tiên của đức tin là chúng ta phải đến với Chúa ở trong đức tin. Cảm ơn Chúa. Cái phước hạnh gần đây nhất là bây giờ đến cháu ngoại. Một hôm tôi về tới nhà thì thấy Austin, không biết là mẹ của nó hay là ai ấn cô của nó đã giới thiệu với nó, mà nó đem những cái món đồ chơi của những cái hình của những nhân vật ở trong những phim hình của các bé, nào là người nhện, nào là người sắt này đó, bị gãi tay vì đồ bằng plastic, nó sắp đứng cái cánh tay này, cái đùi này cho cái đó, và nó để ở trên cái tờ giấy là: Papa, can you fix it? Cảm ơn Chúa. Vì anh cháu nó cũng tin điều đó. Anh cho em biết, khi thấy con, thấy cháu nó đặt lòng tin nơi cái khả năng của mình như vậy, thì dù cực hay là trễ, bất cứ lúc nào mình cũng bằng lòng để giúp đỡ. Tôi hiểu được điều mà lời của Chúa điều kiện ở đây, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải đến trong đức tin. Vì như vậy Chúa Ngài mới đẹp lòng. Cái nguyên tố thứ hai đó là phải tin rằng Chúa thực hữu. Phải tin rằng Ngài thực hữu. Nếu chúng ta đọc câu này như chính Chúa đang phán câu này, thì chúng ta có thể đọc là: người nào đến cùng ta phải tin rằng ta thực hữu. Trong tiếng Anh là That I Am. Đây là một danh xưng của Đức Giê-hô-va, là đấng tự hữu hằng hữu. Ngài không phải là đấng của quá khứ, Ngài không chỉ là đấng là Đức Chúa Trời của hiện tại hay là Đức Chúa Trời của tương lai, nhưng mà Ngài là đấng tự hữu hằng hữu. Ngài là đấng luôn luôn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta biết ở trong tiếng Anh I Am và tại đây cho chúng ta thấy một cái hình ảnh: Ngài là tất cả những gì chúng ta cần. I am that I am. Ta là đấng tự hữu hằng hữu. Đấng ta là công bố với chúng ta qua lời của Ngài ngay trong ngày hôm nay. Ngài là tất cả những gì chúng ta cần. Ở trong Ngài chúng ta có tất cả những gì chúng ta cần, và tất cả những gì chúng ta cần có ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa. Điều này có nghĩa rằng nếu con có nhu cầu về thể chất sáng hôm nay thì ta là đấng chữa lành cho con. Nếu con có nhu cầu tinh thần sáng hôm nay thì ta là đấng mưu lượng cố vấn của con. Nếu con có nhu cầu về tài chính sáng hôm nay thì ta là đấng tiếp trợ sống sẵn mọi nhu cầu của con. I am that I am, ta là. Và con điền vào chỗ trống nhu cầu của con, vì ta có khả năng để có thể giúp đỡ cho con. Chúa toàn năng phán với chúng ta như vậy. Ta là tất cả những gì con cần, mà những gì con cần đều có ở trong ta. Anh chị em, không có gì mới dưới mặt trời này. Khi Covid-19 mới bắt đầu xảy ra thì người ta nói: ô, cái này là đại dịch, dịch tễ vân vân, đủ thứ đó, chưa bao giờ có. Không, không, 100 năm về trước cũng có đại dịch. Ở trước đó cũng có. Không có gì là mới dưới mặt trời này hết. Và điều này nhắc nhở cho chúng ta một lẽ thật rất là quan trọng. Đó là không có cái gì làm cho Đức Chúa Trời ngạc nhiên, vì Ngài là Đức Chúa Trời đời đời.
Như những ngày đại diện tôi nhắc nhở anh chị em luôn luôn, Covid-19 không làm cho Đức Chúa Trời ngạc nhiên cho nó. Tao không ngờ nó xảy ra như vậy vậy. Không có. Và cũng không có một cái dịch lệ bất cứ một sự khó khăn nào làm cho Chúa nghe nói rằng cái này khó nha. Thôi các con tự lo lấy. Không. Không một điều chi là Đức Chúa Trời của chúng ta bất năng đâu. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, phải đến trong đức tin với Chúa, tin rằng Ngài hiện hữu. Cảm ơn Chúa. Ngài có thừa quyền năng và tất cả những gì chúng ta cần. Cho nên chị em, khi chúng ta đến với Chúa, hãy cầu xin một cách thông hiểu. Xin Ngài thực hiện cho chúng ta. Và đây là điều khiến cho chúng ta cần phải đặt một câu hỏi để rồi chúng ta có một câu trả lời và quyết tâm sống ở trong sự nhờ cậy Chúa luôn. Tại sao chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn năng là cha chúng ta mà chúng ta lại đương đầu với những khó khăn một cách đơn côi mà không nhờ cậy Chúa? Nhờ cậy Chúa, chuyện gì cũng nhờ, nhỏ cũng nhờ, lớn cũng nhờ, làm như mình nhõng nhẽo với Chúa. Không Chúa quan tâm với chúng ta. Hãy nhờ cậy Chúa từ việc lớn, việc nhỏ. Tôi khuyến khích mình bắt đầu nhờ cậy Chúa trong những việc nhỏ đó, để rồi thấy Chúa, cái quá trình của Ngài làm việc đến một lúc xây dựng đức tin của chúng ta vững chắc ở trong Chúa cho những việc lớn. Amen. Có nhiều người nói rằng thôi, chuyện này nhỏ mà mình khỏi cầu nguyện. Rồi đến khi gặp chuyện lớn, tại sao không cầu nguyện? Cái chuyện này lớn quá, không biết Chúa làm được hay không. Quá trình của chúng ta là thắng con gấu, thắng con sư tử, để rồi khi gặp tên khổng lồ Goliath, chúng ta nói rằng số phận của ngươi cũng giống như sư tử và gấu mà ta đã thắng. Khi nó đến, nó bắt chim của ta. Hôm nay ta sẽ ban thay của ngươi cho chim rừng thú động, sẽ cắt đầu ngươi. Thì ngươi đã nói phạm đến Đức Giê-hô-va và đạo quân của Ngài. Không có kinh nghiệm nhỏ nhỏ với Chúa thì làm sao dám tin Chúa cho những việc lớn. Nhân tố thứ ba, nhận biết Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Cảm ơn Chúa, Ngài là đấng ban thưởng. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, Đức Chúa Trời là đấng có phần thưởng, đặc biệt là phần thưởng cho những ai đến với Chúa bằng đức tin, tìm kiếm Chúa trong đức tin. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban. Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta, con độc sanh của Ngài há chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Cả từng ước ghi lại cho chúng ta lẽ thật về vô số điều cho thấy Đức Chúa Trời là đấng ban cho con cái của Ngài khi họ đến với Chúa trong đức tin đơn sơ như con trẻ. Đó là điều mà lúc nhỏ chúng ta có. Nhưng mà rồi lớn lên chúng ta để cho những người lân cận và hoàn cảnh đã cướp đi điều đó khỏi chúng ta. Lúc còn nhỏ chúng ta dễ tin lắm. Nhưng mà lớn lên chúng ta bắt đầu cứng lòng, khó tin. Mà những người còn rất là hãnh diện. Ông mục sư, ông nói cái đó cho những người thơ ngây chứ còn tôi đầu có sạn rồi. Mục sư đừng mong rằng tôi có thể dễ tin như vậy. Thật ra mấy cục sạn đó là mấy cái cục vô tính mà chúng ta để cho đời này cũng như là những cái mà chúng ta nói rằng đây mới là văn minh nè. Mình lượm mình bỏ vào trong đầu của mình. Nó trở nên sạn sỏi, nó trở nên những điều mà chúng ta đã không tin cho nên chúng ta không thấy những công việc của Chúa. Xin Chúa cho đi đức tin của chúng ta trở lại đơn sơ như con trẻ. Và Đức Chúa Trời là đấng sẵn sàng để ban thưởng cho những người có cái loại đức tin như vậy. Cảm ơn Chúa. Ngài là đấng hay ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Cả thân ước ghi lại chúng ta rất là nhiều điều để xác nhận với chúng ta rằng chúng ta đến với Chúa trong đức tin và tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành. Chúng ta sẽ nhận được. Ma-thi-ơ chương 7 câu 7 cho đến câu số 11. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu. Cảm ơn Chúa. Chúa nói nha, chứ không phải tôi nói. Vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời là chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Đây là một sự so sánh không xứng đáng chút nào. Vì chúng ta làm sao so được với Đức Chúa Trời trọn vẹn, tốt lành, trọn vẹn. Nhưng mà lời của Chúa tại đây, Chúa Giê-xu Ngài so sánh để nói lên cái lẽ thật ở tại đây. Để nói lên rằng nếu chúng ta vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha chúng ta trên trời là đấng tốt lành, đấng khôn ngoan, đấng giàu có, đấng sẵn sàng để giúp đỡ cho chúng ta. Ngài há chẳng ban cho chúng ta các vật tốt khi chúng ta xin Ngài sao?
Gia-cơ chương 1 câu 17 xác nhận với chúng ta mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Điều này có nghĩa rằng khi chúng ta đến trong đức tin và chúng ta xin Chúa bất cứ điều gì, Chúa rất vui và nghe nói rằng ta sẽ cho con. Xin sẽ được. Lời của Chúa không nói các con xin có thể được, các con tìm có thể gặp. Vì trong này không có giả định, mà cũng không có tạm gọi là may mắn tại đây, nhưng mà một sự xác nhận từ nơi Chúa. Xin thì được, tìm thì sẽ gặp, gõ cửa thì sẽ mở cho. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta thấy ổn mà chúng ta không có nhắc những chữ có thể vào trong đó đó, thì điều đó có nghĩa là chúng ta tin rồi đó anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta cái gì cũng có thể. Vì sợ có những người họ khuyên nó một sự khánh, ông giảng sắc quyết quá, coi chừng là nhiều người họ thất vọng rồi họ ghét Chúa, họ giận Chúa. Thấy không? Chúng ta xây dựng đức tin cho nhau mà dựa trên sự tốt lành của Đức Chúa Trời, chứ không phải dựa lên chúng ta. Đức tin của chúng ta là một cái lòng tin chắc nơi sự thành tín và tốt đẹp của Đức Chúa Trời của chúng ta, và Đấng hứa và Ngài sẽ làm. Cảm ơn Chúa. Ngay cả Đức Thánh Linh cũng là sự ban cho của Đức Chúa Cha. Như Luca chương 11 câu số 13 vậy, nếu các ngươi là người xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi trên trời là chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Đó điều mà tuần tới chúng ta sẽ học. Nhưng trở lại chúng ta thấy ở tại đây, chúng ta đến với Chúa ở trong đức tin. Chúng ta đến với Chúa nhận biết rằng Chúa Ngài có thật, Ngài hiện hữu. Chứ không giống như Phật giáo. Như tôi đã kể với anh chị em trong chương trình Góc Nhìn Tôn Giáo, khi ông Đại Đức, ông thầy tu của Phật giáo Hòa Hảo, ông linh mục của Công giáo và tôi, một sư tinh lành, ngồi xuống nói chuyện với nhau trước khi lên chương trình TV. Tôi đặt câu hỏi với nhau hôm đó, cái đề tài là cầu nguyện. Thì tôi nhớ ông tu sĩ của Phật giáo, ông hỏi theo một sư khánh thì khi ông cầu nguyện với ai? Thì nói trước khi tôi trả lời, xin hỏi vậy sư quý vị, khi quý vị cầu nguyện với ai? Họ trả lời rằng chúng tôi cầu nguyện với chính mình. Và khi chúng tôi có nhu cầu, chúng tôi cầu nguyện với chính mình, và nếu chúng tôi nhân duyên có đủ và có đức đủ, đức độ đủ, thì điều chúng tôi cầu xin sẽ được thành. Tôi nói trong bụng, và cuối cùng tôi trả lời, tôi nói như vậy tuyệt vọng á. Cái vấn đề của chúng ta nó quá tầm tay của chúng ta, cho nên chúng ta mới cầu nguyện. Mà chúng ta cầu nguyện với chính mình là cái ngôn người, cái chỗ có cái năng đề cần được sự giúp đỡ, thì chúng ta thấy nó bế tắc rồi. Chúng tôi thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời quyền năng, toàn năng, là Đấng mời, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Chúng ta cầu nguyện không phải chúng ta nói với chính mình và ráng cố gắng tìm lại coi ở trong cái rừng công đức mà mình đã cố gắng trồng ở trong những ngày qua, xem nó có đủ để nó sẽ đáp lời cầu xin của mình, lời khấn nguyện của mình. Chúng ta cầu với một Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng mời chúng ta đến, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó lên vì các ngươi chưa từng biết. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho. Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì sẽ được mở. Chúa mời để chúng ta đáp ứng lại trong ơn của Chúa. Thứ tư, chúng ta cần nhớ cái nguyên tố thứ tư này rất là quan trọng, là chúng ta tìm kiếm chính Ngài. Cho những ai tìm kiếm Ngài, hãy để ý cái người tìm kiếm không phải là tìm kiếm đấng, chúng ta tìm kiếm đấng ban cho chứ không phải sự ban cho. Chúng ta đến với đấng ban cho chúng ta món quà đó, chúng ta không đến với món quà. Nhiều người đến với Chúa và muốn thấy tay của Chúa hành động, nhưng mà không đến với chính Chúa. Chúng ta muốn thấy công việc quyền năng của Chúa mà thôi, trong khi chúng ta lại không đến với chính Ngài để chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Chúa. Hai điều này sẽ đem đến cái kết quả rất xa. Đức Chúa Trời bày tỏ công việc quyền năng của Ngài cho dân Israel, nhưng mà Ngài bày tỏ đường lối của Ngài cho Môi-se. Đó lý do Môi-se không bao giờ làm hình tượng đi theo, bởi vì ông biết đường lối của Chúa. Còn dân Israel chỉ thấy công việc quyền năng của Ngài. Và khi thấy cái người trung gian để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời lên núi và không tế tiếng tâm gì, họ rủ nhau và nói với ông A-rôn rằng phải làm một vị thần mới để dắt đi chúng ta kể từ đây. Họ gom vàng lại, họ làm một cái hình tượng. Bởi vì họ chỉ thấy được công việc của Chúa, còn Môi-se được Chúa bày tỏ đường lối của Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để kết luận. Hãy bắt đầu xin điều mình cần. Xin một cách chính xác, một cách chi tiết. Bởi ơn của Chúa, chuẩn bị để nhận sự đáp lời của Chúa. Bởi vì chúng ta phải làm gì đó để sẵn sàng nhận sự đáp lời của Chúa. Kiện toàn đức tin của chúng ta. Đừng nói về những điều thiếu
hay bệnh tật hay chán nản, nhưng mà hãy nói về những gì có ở trong Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy bắt đầu nói nhu cầu của tôi sẽ được Chúa Ngài chu cấp, bởi đức tin tôi đón nhận điều mình xin và nó đang đến với tôi, mắt chưa thấy nhưng nó đang trên đường đến. Vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những gì mắt chưa thấy. Cảm ơn Chúa. Mà biết nó đang đến. Rồi cuối cùng hãy tin tưởng Chúa và chọn cách hành động của Ngài. Chúa có cách của Ngài. Ngài có thể hiện ra cho Mary Magdalene trong cái cách của Ngài. Ngài có thể hiện ra cho hai môn đồ kia ở trong một hình thể khác. Ngài có thể nhập vào đi đoạn đường với hai môn đồ trên đường Emmaus, trò chuyện, nói chuyện, giúp đỡ, giải thích về lời của Ngài, cho đến khi họ mời Chúa dừng lại. Chúa lấy bánh tạ ơn, mắt của họ được mở ra và nhớ đây là cách mà thầy của mình đã từng làm. Họ nhận biết đó là Chúa. Như sứ đồ dân, khi Phêrô rủ các bạn của mình, tôi đi đánh cá, và họ kéo nhau đi. Đức Chúa Giêsu muốn gặp gỡ và giới thiệu chính mình Ngài cho họ. Ngài đứng ở trên bờ và Ngài hỏi các con có gì ăn không? Chúa hỏi có đem cá lại đây không? Nói rằng đánh cá suốt đêm không có cái gì. Chúa bảo bỏ lưới qua bên kia thuyền. Chúa bỏ lưới xuống thì cá đầy ở trong lưới. Ông chẳng nói với Phêrô, đó là Chúa. Phêrô mặc áo vào vì ông đang ở trần, đang đánh lưới, bơi vào trong bờ. Răng rất nhạy bén và ông nhận thấy được cái kinh nghiệm lần đầu tiên mà Chúa Giêsu Ngài đã bày tỏ phép lạ của Ngài trước khi Ngài gọi bốn anh em này để họ sẽ làm tay đánh lưới người. Cái ngày mà Chúa Giêsu mượn thuyền của Phêrô để Ngài ngồi, Ngài giảng đạo xong, Ngài kêu đẩy thuyền ra ngoài và Chúa biểu thả lưới xuống. Phêrô phân bua với Chúa, chúng tôi đánh suốt đêm mà không được con nào. Nhưng mà bởi vì Thầy nói như vậy cho nên chúng tôi vẫn vâng lời. Ông thả xuống, bắt được nhiều cá đến độ họ phải đánh dội vào bên trong. Và kêu gọi thêm một chiếc thuyền khác đi ra để chở, bởi vì cá đầy đến cả hai chiếc thuyền sắp chìm. Thả lưới bên kia thuyền. Giăng nghe điều đó mà đó là Chúa. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm Chúa. Chúa muốn chúng ta chỉ nghe nói về Chúa. Cho nên chị em đi học lời Chúa, nghe giảng dạy lời của Chúa là việc tốt, nhưng mà chúng ta cần đi xa hơn nữa. Chúng ta cần kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân trong đời sống của chúng ta. Để rồi không ai có thể thuyết phục hay là kéo chúng ta ra khỏi cái kinh nghiệm của chúng ta với Chúa nữa. Chúng ta nghe kể, người khác có thể đến kể chuyện khác. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Hai ba người đến và nói với chúng ta những điều nghịch lại, có thể chúng ta đánh mất cái đức tin mà chúng ta đã từng có bởi vì chúng ta nghe mà thôi. Nhưng khi chúng ta nghe, thấy, nếm trải thì chúng ta sẽ rất là chắc chắn. Chúa Giêsu dành 40 ngày để giúp đỡ cho các môn đệ của Ngài. Xin Chúa Ngài cho chúng ta ngày hôm nay thành thật với Chúa và nói với Chúa là Chúa, con tin, nhưng mà con cũng nhận biết có những chỗ con chưa tin một cách trọn vẹn. Xin giúp đỡ những chỗ không tin của con. Amen anh chị em. Có bao nhiêu người tới đây nhận biết rằng mình còn có những chỗ cần được Chúa giúp liên quan đến đức tin của chúng ta và lòng tin của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh em ở đây, hội thánh ở đây đức tin trọn vẹn nơi Chúa. Không ai đưa tay mà cũng không ai nhìn nhận hết. Cảm ơn Chúa. Tương lai của vương quốc của Đức Chúa Trời, tương lai của gia đình, của hậu tự của chúng ta tùy thuộc vào lòng tin và đức tin của chúng ta nơi Chúa. Tôi vẫn cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ. Lạy Chúa, con tin, xin giúp đỡ sự không tin của con. Có những điều nó cũng thách thức đức tin của chúng ta đó. Mặc dù tôi đã thấy và đã kinh nghiệm rất nhiều điều. Thì tôi nói với anh chị em, khi một em ở tại Malaysia, nó ngồi xuống, đưa cái chân lên để tôi có thể đo hai cái chân xem nó dài ngắn như thế nào, thì lúc bấy giờ nó mới tiết lộ con sanh ra bẩm sinh là như vậy, chân dài chân ngắn. Đức tin của tôi bị thách thức ngay lúc đó. Đã từng thấy người ta bị thương tích, người ta bị lệch cột sống, chân kéo dài ra, nhưng mà bây giờ nó sanh ra một chân dài chân ngắn. Cảm ơn Chúa trong sự giúp đỡ của Chúa cho cái chỗ còn thiếu kém đức tin. Tôi cầu nguyện với Chúa, lại Chúa xin giúp đỡ cho con ở trong thời gian này. Phép lạ cần xảy ra vì bao nhiêu người đã học về môn trường chữa lành họ đang quan sát. Cảm ơn Chúa, ân tứ đức tin được
ban cho, và ngay trong giây phút đó, tràn đầy đức tin và với lòng xác quyết, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus có truyền lệnh cho cái chân ngắn kéo dài ra đều bằng với chân phải. Chạm cái rột ra. Nó dư hơn, tôi nói, ô là Chúa, nó hơi dài hơn. Xin Chúa cho nó được điều bằng, lùi trở lại. Trước sự chứng kiến của hơn 3 người học trò mà chúng tôi vừa mới hướng dẫn, em này đứng lên, mới coi lại đôi dài của nó, một đế cao, một đế ngắn. Bây giờ phải đi chân không. Bởi vì Chúa Ngài đã cho chân được điều bằng với nhau trong phép lạ của Chúa. Xương, bắp thịt, gân, da, đủ mọi thứ, nó kéo dài trong nháy mắt, trong phép lạ của Chúa, vì Chúa giúp đỡ cho những chỗ còn thiếu đức tin. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa không để chúng ta ở trong tình trạng thiếu thốn mà Ngài muốn giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng trong thời giờ này, ai trong chúng ta tới đây khao khát mà nói rằng, nói như cha của đứa trai trẻ, là Chúa con tin, nhưng mà con cũng nhận biết còn có những chỗ thiếu kém đức tin. Xin Chúa giúp đỡ cho con để con có thể kiện toàn những chỗ đó và có một lòng tin trọn vẹn từ nơi Ngài. Tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em, xin cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng con. Chúa yêu thương chúng con ngày hôm nay là những người sau 20 thế kỷ được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa từ những nhân chứng mà Ngài đã dành 40 ngày để giúp đỡ cho các môn đồ đầu tiên để kiện toàn đức tin của họ. Bây giờ chúng con đứng trước thế hệ của chúng con, trước những người sẽ được cứu trong những ngày sắp đến, trước con cái, con cháu của chúng con. Chúng con thưa với Chúa rằng là Chúa, xin giúp đỡ chúng con những chỗ mà đức tin của chúng con còn thiếu, những chỗ mà lòng tin của chúng con chưa trọn vẹn. Chúng con tin, nhưng xin giúp đỡ những chỗ không tin của chúng con, để chúng con được đầy đủ trọn vẹn, có một đức tin làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đức tin mà Chúa Ngài sẽ vận hành quyền năng của Ngài để đáp ứng nhu cầu của chúng con. Đức tin mà Chúa Ngài sẽ hành động. Đức tin rời núi, đức tin được Chúa Ngài mỉm cười. Xin ban ơn Lạy Chúa Thánh Linh là đấng có thể giúp đỡ cho chúng con. Xin tiếp tục Chúa giàu. Như Đức Chúa Giêsu năm xưa đã cậy nhờ Đức Thánh Linh để giảng dạy và giúp đỡ cho lòng của các môn đồ năm xưa, xin Đức Thánh Linh cũng giúp đỡ chúng con trong nhà này. Tại nay trong chúng con sẽ là những người tin, những người hài lòng Chúa khi chúng con mỗi lần đến với Ngài và nhận được tất cả những điều mà chúng con cần để chúng con có thể làm nhân chứng phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Xin giúp đỡ Chúa giàu để mỗi một chúng con, anh chị em chúng con có mặt ở tại đây và những người đang quan sát, đang theo dõi chương trình nhóm lại, đang nghe bài giảng này, giúp đỡ để chúng con sẽ ngưng nhờ cậy vào chính khả năng của mình và hoàn toàn nương cậy vào trong quyền năng của Chúa và sức mạnh của Ngài. Tất cả những gì Chúa gọi chọn và truyền lệnh cho chúng con thực hiện thì Chúa Ngài cũng đã sắm sẵn, Ngài cũng đã tiếp trợ cho chúng con những gì cần thiết để chúng con có thể thực hiện được. Nên chúng con đón nhận từ nơi Ngài sức mạnh, quyền năng từ nơi Ngài. Xin hành động và ban phước trên mỗi chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Anh chị em, nếu anh chị em cần đấng ta là đáp ứng một nhu cầu nào đó trong đời sống của anh chị em, xin nhanh chóng tiến lên, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Còn hội thánh, xin Chúa ban phước trên anh chị em tràn đầy ơn của Chúa một tuần lễ mới, luôn luôn bước đi trong đức tin, trong phước hạnh và trong ơn của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.